chiếc AB125 của anh trai nghe này chạy kỹ luôn nè. Cái anh trai này mà chạy kêu cái bố lít két két két, cho anh mới kêu qua cho mình kiểm tra đó, mở ra coi thì ôi trời ơi, nó mòn rồi lủi nó, anh em thấy không, bay luôn, dây có ro thì đứt văng ra ngoài luôn, còn cái bố thì không còn gì đó, đứt kênh này luôn nè. Còn anh trời đất ơi, nó dài quá trời quá đất kỹ luôn, đang đánh đào đang luôn, thì cái này mình làm full lại cho anh luôn nha, thay full mới luôn. Còn quay qua đây thì anh bạn đang ráp cái xe Valero đây vô, xe này cũng làm full nồi luôn, thay vô có đo đó, vậy qua này này nó chạy đứt cực tệ hơn bên kia luôn. Còn cái xe bên đây á, của anh trai nữa, bên quận 8 này, anh chơi cái Michelin đó, hàng Michelin hàng thương hiệu nha anh em không biết cái hàng này rồi, cũng rất là ok. Rồi còn mấy cái xe bên kia đây xíu nữa mình rảnh mình quay cho mấy anh em coi, rồi giải quyết mấy cái này cho anh đi đi làm cái đã. Cái này là mình thay luôn dây của rò dành luôn nha.